một cây sâm núi từ Tuy An, Phú Yên. Cặp có bi chia sẻ trong hội mini đó. Đây là một tác phẩm Hải Châu. Tác phẩm xem núi hot nhất hôm nay. Chào anh ơi. Một tác phẩm Hải Châu đang có một trái. Một tác phẩm sâm núi trái. Thank you.
Rồi tiếp theo là một tác phẩm xanh núi trái, chủ nhân đang ngồi phía sau. Tiếp theo là tác phẩm Mai Chiếu Thủy của anh Nguyễn Thái Học. Anh em nào cần giao lưu liên hệ anh ngồi phía sau. Giá khởi điểm là 500k. Một cây mai chiếu thủy, này là lớn nha anh Tuấn, à, lá rung của anh Tuấn. Xem được không? Thiết bị đây thì thành phố cũng thua luôn. Để tiếp theo là một cây hải châu. Thì bán được thì bán đi. Xoay tận răng luôn. Anh em hỏi nhiêu về anh Việt? Hai châu nhiêu là mấy trăm ca này? Cái sam núi của anh Nguyễn Thái Học. Ủa cái này phải của Học không? Không phải không? Của em ấy. Nhìn giống giống cái cây lũa của em. Em chơi cái đồ máu trong em của em.